một bộ phim cổ càng siêu hạng với sự kết hợp của các ngôi sao trẻ Triệu Chiêu Nghi, Viên Hảo. Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ. Đảo chủ phu nhân cũng không tệ lắm. Tạo ra những tình huống đầy bá đạo. Ê, tránh ra. Đừng thương thanh, ta phải giết ngươi. Đón xem Nhất Dạ Tân Nương lúc 19 giờ trên kênh chuyên phim cổ trang đặc sắc SCTV Phim Tổng Hợp.